mình cùng bay. Phát sóng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Xem trọn bộ duy nhất trên VN. Trần Lê Ngọc Liên. Nguyễn Kiều Nhi. Trang Thiên Kiều. Ê, nếu mà đậu á, cậu ở đâu? Tôi cũng không biết có đậu không nữa. Nhưng mà nếu đậu chắc cũng phải tìm chỗ ở, tại tôi ở dưới quê lần. Hay vô ký túc xá ở với tụi mình không? Ký túc xá ở đó mắc không? Có 5 triệu à. 5 triệu một năm á. 5 triệu một tháng. Để coi. Không sao đâu, vô ở đi. Ha, vui lắm. Để tôi coi xem. Chúc mừng những thí sinh cuối cùng của nhóm 2 đã hoàn thành xong phần thi phong thái. Cảm ơn các em. Các em đã làm rất là tốt. Bây giờ mời các em ra ngoài. Chúng tôi sẽ có kết quả sau ít phút nữa. Hello. Em thi tốt đó. Bỏ đi đâu vậy? Sao không bận kéo dài anh được? Em khai thiệt với anh luôn á, em lỡ làm cháy mới kéo dài của anh rồi. Em tính đốt hộp quẹt lên cho nó cháy mấy cái tua tua đi. Ai ngồi đâu lửa nó phừng lên cho nó cháy mất tiêu. Rồi lỡ sau này thi đậu, em làm cháy máy bay của người ta thì sao? Em xin lỗi nha, để em về nhà em lấy kéo dài em trả cho anh. Vụng về vừa phải thôi chứ. Ủa, cô Hoa, sao cô Hoa đóng cửa vậy? Sợ ăn trộm. Trời đất ơi, sớm này có gì đâu mà tụi nó lấy. Có gì không? Con qua gửi thiệp cưới. Ừ, mẹ con tôi đi mời thiệp cưới. Qua biếu chị hộp trà. Với sẵn tiện tôi thay mặt ông nhà tôi á, qua mời chị đến chung vui cùng gia đình. Mới đó mà bữa nay tôi gả Ngân rồi. Nhớ ngày nào tụi nhỏ còn chạy lon ton trong xóm. Vui với chị ha. Trà bên đây còn cả đống, đem qua chi mất công bỏ. Trà này không phải hàng trong nước mình đâu nha. Bỏ mốc tiết lại mất công lục thùng rác kiếm nữa. Chắc cũng có thói quen lục thùng rác. Con Ngân á, nó mà biết lớn, gả nó cho chồng Đài Loan, chắc nó không có dám lớn. Công nhận á, chị ngộ ghê ha. Gái tôi lấy chồng mà tôi thấy chị rầu lo cho nó còn hơn mẹ đẻ luôn á. Con Ngân được gả đi tôi cũng mừng cho nó chứ. Nhưng mà hỏi thiệt lòng, chị còn Nhi nè, có tính gả cho Đài Loan luôn không? Ai biết đâu nè. Lắc đầu gì, con đâu quyết định được chuyện đó đâu. Ông bả mà gả con đi Đài Loan á là còn có hai người già ở nhà thôi, hú hí với nhau. Cái một đêm thanh vắng ha, tự nhiên cái đứt mạch máu não, đột quỵ, méo miệng, bán thân bớt tội. Rồi tới hôm đó hàng xóm đâu có ai biết, canh me đưa đi bệnh viện đâu. Công nhận chị nói chị ngộ ghê ha. Tôi có gả hai đứa con gái đi thì cũng còn thằng con trai đích tôn mà. Trời ơi, làm như tôi tuyệt tự tuyệt tôn vậy. Ủa, cái thằng Quang nó là con trai hả? Tưởng đâu là... thôi. Bữa đó nhớ qua chung vui với gia đình tôi nha. Sẵn tiện bà phụ cho con tay. Có bà tôi yên tâm hơn.
Thì để coi coi rảnh thì tính, chưa chưa trả lời trước được. Thì hàng xóm sát vách nhau mà. Chị có cần nhắn nhủ gì người ấy, nhắn cho tôi chuyển lời giùm cho ha. Có chuyện gì tôi tự xử được. Cảm ơn. Thôi, tôi đi trước đi ạ. Con về nha cô Hoa. Ờ. Lợi dụng. Thấy bà này nấu ăn ngon quá mà, lợi dụng. Bà, bà yêu cầu như vậy thì đối với người ta không có khó khăn gì hết. Nhưng mà đối với nhà mình là quá phận đó. Bà thử nghĩ coi, bà làm tiệc lớn thì ai đến? Họ hàng nhà mình thì ở xa, có bao giờ tới thăm đâu. Còn cái xóm này, mang tiếng là gần gũi. Vậy mà có cái nhà nào là nhà mình chưa gây sự đâu. Thì ý con là mình làm khó người ta là làm khó mình đó ba. Nè chị Hai ơi, em nói chị nghe. Bạn bè em cũng là mấy chục đứa rồi. Rồi hỏi của chị Hai với anh Hoàng, bà Nhi với ông Tuân diễn rồi nè. Đợt trước mình nhậu ở nhà ông Dung, có nhà mình không? Ông Tuân diễn mà vui banh rồi. Bây giờ gom lại cả trăm mạng á, em bao với chị vui luôn. À nhưng mà tụi nó tới chơi thôi, ăn uống chứ cũng không có phong bì đâu nha mẹ. À thôi, cái chuyện đấy dẹp sang một bên, bây giờ nhà mình cứ vui đi đã. Tôi thấy là cái phúc đức nhà mình nó lớn lắm. Nếu mà mình có tổ chức làm cái gì nó phô trương á, thì chỉ tổ cho thiên hạ nó ghen ghét thôi. Vậy chắc là nên làm cái gì gọn ghẽ ha. Đó, sao cứ đần mặt ra vậy? Ăn đi. Ăn đi con. Làm lớn đi ba. Bớt nói lại đi, ăn đi. Trời đất ơi ông, cái tượng này đâu phải tượng Phật, cũng đâu phải tượng của ông bà mình đâu mà làm gì ông khấn gái ghê vậy. Bà không biết gì á thì đừng có mở miệng mắc công gây họa. Cái tượng này đắt giá và có nhiều linh khí lắm đó. Từ khi tôi thỉnh được về, mọi chuyện trong nhà mình đều diễn ra suôn sẻ êm đẹp. Cho nên là hai đứa con gái nó tìm được cái nơi đàng hoàng tử tế. Bây giờ vợ chồng mình á là chỉ cần có người chờ để hưởng lộc con cái thôi. Trời đất ơi, cái tượng này á, nó cũ mềm mà, nó đâu phải bằng vàng đâu. Ở ngoài mấy cái chỗ mấy người ta đi rà phế liệu sắc dụng vậy, trời, người ta đào đầy. Ba mươi cây vàng đó. Cái gì? Tiền đám cưới con gái ông mua vô cái đống đồ cổ này hả? Giờ là vật quý đã nằm trong tay của mình rồi thì mọi chuyện khác sẽ êm thôi. Đó chính là cái linh phúc của những người chơi đồ cổ đó. Được cái áo dài đẹp như vậy là mẹ anh Hoàng cũng có gu dữ luôn á. Chị Hai, chị Hai khuyên em chứ. Ừ. Chị Hai, tính ra mẹ anh Hoàng người cũng nhỏ nhỏ giống em hả? Sao để anh Hoàng cao dữ chứ không biết nữa trời. Áo dài đẹp quá. Để ba, để ba. Để ai coi nè. Xúc chịu rồi nè. Có một xíu à, kệ Hai, không sao đâu. Có một xíu à. Con gái mặc đồ xúc chịu như vậy, người ta kêu là không chỉnh chu đó. Em cố gắng luyện tập cho cuộc thi này bao lâu rồi, chẳng lẽ bị người ta đánh giá hấp chỉ vì một cọng chỉ. Chị giờ em làm sao giờ Hai? Bây giờ em mượn hộp quà của ba, đốt sơ qua đi. Mượn hộp quà của ba hả?
Cởi giùm em cái áo. Cái gì vậy? Dân làm ăn buôn bán không có nói suông hả? Chào chú, hôm nay tôi đến là có chuyện quan trọng cần nói với chú này. Quả cáp này vậy là chắc là không có chuyện gì xấu đâu hả? Hay là anh lo chuyện con Nhi? Nhi. Ra ra ba bảo Nhi. Tôi canh giữ con gái tôi là cẩn thận lắm đó. Nhi, nói coi có phải vậy không? Đó, hay là giám đốc đổi ý, muốn rước luôn con Nhi đi cho rồi? Không có. Chuyện hôm nay là... Chuyện hôm nay không liên quan đến cô em, mà liên quan đến cô chị cơ. Nhi. Ra ngoài chơi đi con, để cho người lớn nói chuyện. Thế là lúc nào mà ông giám đốc đây cần nữa, bà sẽ kêu. Đi con. Nhanh lên. Chủ tịch Quang sai tôi đến đây là muốn cưới Tiểu Thư Ngân. Hả? Ông nhắc lại câu cuối cho tôi. Hôm nay chủ tịch Quang sai tôi đến đây là muốn hỏi cưới Tiểu Thư Ngân. Chủ tịch các người á, vậy là sáng suốt đó. Đấy, chai rượu Pháp thượng hạng. Với cả chủ tịch của chúng tôi cũng cẩn thận, sắp xếp công việc thật nhanh. Chú cũng xem ngày luôn đi, để hai bên cùng tính. Sao phải vội? Chúng tôi thì không vội, chỉ là chủ tịch nghĩ đến danh dự của Tiểu Thư Ngân, sợ là để lâu ngày lại phát sinh chuyện gì thì không hay. Chuyện đâu sẽ có đó. Ê, ông chủ tịch thì với con Ngân, giám đốc thì với con Nhi, vậy là anh sẽ trở thành anh em cọc trèo với chủ tịch rồi đấy nhá. Một bước lên mây hả? Đừng có quên cái công ơn của tôi đấy nhá. Tôi đâu dám treo cao như vậy đâu chú Hợp. Chủ tịch của chúng tôi đã quyết định như vậy rồi, thì tôi xin phép rút lui với cô Nhi. Cái gì? Anh nói giỡn rồi đấy hả? Cái chuyện lớn như vậy mà nó nói thôi là thôi được đâu, nó còn có danh dự. Con gái tôi nó có phải là hàng hòn sỏi bên đường đâu. Mà nó, anh phải giữ gìn cái thể diện cho nó chứ. Ủa, làm cái gì vậy? Dọn đường cho tương lai, chứ không mấy gốc cây này làm chiếc xe nó đào đó. Trời đất ơi, mày xàm dữ mày. Gì vậy? Chiếc xe này, chiếc xe duyên nợ của chị á. Làm gì vậy? Cái gì? Duyên nợ gì? Thì cái chiếc xe hơi đầu tiên chị thấy, chị sờ vô, chị còn định ngủ chung với nó nữa. Thì cuối cùng bây giờ nó là chiếc xe của chồng tương lai chị rồi. Chồng tương lai? Đó phải duyên nợ chứ là gì? Ê, nói nghe nè. Hồng ấy úp lên trên nắp xe, úp ngủ một giấc đi. Không chừng á, ngày mai ông cha qua ông cha hỏi cưới úp á. Nè, chị bớt đi nha, đừng có sát muối chết thêm em nữa. Em nói chị biết, con trai nhà người ta được cưng chiều biết bao nhiêu, con trai nhà này gả đi không được, bị xua đuổi hất hủi liền. Em gì chị mà chịu biết bao nhiêu trận đòn rồi đó. Tội nghiệp dữ á. Anh rể. Anh có chìa khóa cho em mượn chạy thử dầu đi. Được. Ê! Em lại đây. Đi đây. Bỏ đâu. Kéo kẹt. Chưa gì đã giữ của em chồng rồi. Tôi chống mắt lên coi bà giữ được tới bao lâu. Tụi tao chống mắt lên coi mày chống mắt được bao lâu. Mắc cái gì cười? Vô dữ à. Nói thiệt nha, làm ơn làm phước biết giùm tôi cái thư từ vợ đi, rồi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Phiền chết thì được. Cô viết luôn từ bây giờ còn kịp đấy. Lúc nãy tôi cũng muốn giải thoát cho cô rồi. Tại ba cô quàng cô lên cổ tôi ấy chứ. Làm như tôi là con bò hay gì. Ok. Vậy tôi tại nơi này, tôi chính thức tuyên bố tôi với ông sẽ không còn bất cứ một mối liên quan nào hết. Ok,
giải tán. Nhà ai người đó về. Bye. Còn nợ thì mai mốt đi làm tiếp viên hàng không rồi trả cho. Cô ấy hả? Tính tình thì gàn dở, thái độ thì lỗ mãng. Làm tiếp viên làm sao được? May còn gỡ được cái mặt. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.